xúc bắp nào là xúc bắp nạp, cái nào là xúc bắp sạc, được chưa? Như vậy hồi nãy thầy đã hướng dẫn cách thứ nhất là cách dựa vào gì, dựa vào ống gớp nạp và ống gớp xả. Xúc bắp nào gần với ống gớp nạp nó là xúc bắp nạp, xúc bắp nào gần với ống gớp xả nó là xúc bắp xả. Là cách thứ nhất là chúng ta dựa vào ống gớp nạp, vị trí của ống gớp nạp và ống gớp xả. Cách thứ hai là dựa vào gì, chiều quay động cơ và xúc bắp. Bây giờ mình phải dựa vào nó là mình phải biết nó. À, như vậy mình biết cái chiều quay động cơ như thế này rồi, chiều này rồi. Quay đi, chiều này là chiều này đúng không? Như vậy động cơ này quay theo chiều thuận và theo chiều này. Bây giờ mình xét cái xúc bắp nào được? Bây giờ hai xúc bắp. Mình không biết hai cái này mà xác định. Mình không biết hai cái này là cái nào là nạp, cái nào xả. Bây giờ mình đi xác định nó. À. Là mình dựa vào cái gì? Chiều quay động cơ. Bây giờ mình quay theo chiều quay đúng của nó. Quay theo chiều quay đúng đi. Quay bật lên cho mấy bạn quay chiều quay đúng. Rồi cái xúc bắp nào quay tới thời điểm, cái nào mà nó vừa đóng lại là xúc bắp gì, và cái nào nó vừa mở ra thì đó là cái gì? Quay sát lên. Đó, cái này trả lại. Mình cũng dựa vào thời điểm cuối xả lò hút thôi, trả lại nữa. Rồi quay tới nè, quay đúng chiều quay nó nè. Quay xuống. Mình qua rồi. Trả lại. Rồi, quay tới nè. Cái này nó vừa đóng lại nè, quay tới. À, cái này vừa đóng lại nè. Cái này vừa mở ra nè, như vậy cái rồi đứng im đó. Cái này vừa đóng lại là xúc bắp xả. Cái này nó vừa mở ra là xúc bắp nạp. Được chưa? Dạ thôi, như vậy cách thứ hai là chúng ta dựa vào chiều quay động cơ. Rồi cách thứ ba, nếu mà chúng ta tháo ra xúc bắp á, giống như nãy các em nói á, nếu mà tháo ra được xúc bắp thì chúng ta thấy được cái nào cái đầu nắm xúc bắp mà nó lớn hơn thông thường đó là xúc bắp nạp. Còn cái nào đầu nắm nó nhỏ hơn là xúc bắp xả. Hoặc là chúng ta có thể dựa vào ký hiệu trên cây xúc bắp, nó có ghi từ IN là xúc bắp nạp, EX là xúc bắp xả, IN là in cut là xúc bắp nạp, X là X hot là xúc bắp xả. Thấy chưa? X hot vào, in cut vào. Vào là xúc bắp nha, chứ không phải là van gì nha. Rồi, kết thúc đi.